đất Hồng Sơn. Xin kính chào quý chị, quý hàng, các chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn, chuyên bán nhà Bình Dương cũng như Thủ Đức. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần với ngã tư Bình Chuẩn, gần với ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn và nhà thờ Bạch Trà. Hôm nay em sẽ review lại cho quý vị căn nhà góc hai mặt tiền đường, nay đã hoàn thiện xong 100% rồi quý vị nhé. Hôm trước em có review đang vào hoàn thiện nhưng chưa xong 100%, hôm nay xong hết rồi, em sẽ review cho quý vị. Căn nhà góc hai mặt tiền này gần như là một biệt thự mini, chiều ngang 9m, chiều dài 16m, tổng là 122,4m² quý vị nhé. Thổ cư 100%, nhà số hồng riêng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Căn này quý vị có thể vay được khoảng 4 tỷ quý vị nhé. Nhà hai mặt tiền đường rất đẹp, khu đây đang phát triển rất là tốt quý vị nhé. Ở đây đang xây dựng rất là nhiều. Phía trước nhà mình có một căn góc hai mặt tiền đường dạng như biệt thự mini cũng rất là đẹp quý vị nhé. Một trệt hai lầu trên cùng lập ngói. Phía xa xa đây cũng có một căn hai mặt tiền này. Quý vị nào còn nhớ căn mặt tiền này không ạ? Rất là đẹp nha. Chiều ngang 9m, chiều dài 16m, góc hai mặt tiền đường. Quý vị mua về để ở hoặc mở văn phòng, công ty, kinh doanh, buôn bán ở khu vực này rất là tốt. Đường rất là sạch sẽ, đường rộng 10m quý vị nhé. Vỉa hè mỗi bên là 4m luôn. Quý vị từ Sài Gòn về đây ở là tuyệt vời luôn. Căn nhà này chỉ bằng một căn nhà nhỏ nhỏ trong hẻm ở Sài Gòn thôi quý vị nhé. Một khu dân cư an ninh, yên tĩnh, rất là đẹp. Khu vực này gần với ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn. Từ nhà này mình di chuyển đi Thủ Đức hết tầm khoảng 15 km, di chuyển đi quận 1 hết tầm khoảng 25 km quý vị nhé. Tương đương đi sân bay Tân Sơn Nhất hoặc đi ngã tư Hàng Xanh đi Bình Thạnh cũng tầm khoảng hơn 2 km nhé, hơn 20 km. Khu vực đây mình thừa hưởng nguyên cái hè rất là rộng đấy quý vị nhé, mình có thể để 2-3 xe hơi ở khu vực này. Phía bên đây mình có thêm một hòn Nam Bộ này. Khu vực này vẫn thuộc đất trong sổ của mình luôn nhé quý vị nhé. Thổ cư 100%, tuy nhiên nhà hai mặt tiền có bát nên là chủ nhà xây vuông vức luôn. Quý vị nào muốn xem sổ hãy để lại lời nhắn trên Zalo của em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi sổ cho quý vị mình xem. Công năng sử dụng gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, tặng full nội thất luôn quý vị nha. Bên đây là gara xe hơi để xe 7 chỗ thoải mái luôn quý vị này. Phía trong là khu vực bếp nấu ăn rất là rộng. Ở đây mình có dây camera này. Bên đây cũng có một thêm dây đi chờ camera sẵn nhé. View mặt tiền rất là đẹp. Trên đây mình có sân thượng cực rộng luôn, lan can bằng sắt đúc, chủ nhà quét mạ vàng, mặt tiền là mái thái hình chữ A, trên cùng chủ nhà lập mái thái luôn quý vị nhé. Nhà đúc hai tấm, trên cùng chủ nhà lập mái thái. Bên đây là phòng khách, phía bên đây hông đây của nhà mình luôn này. Bên đây có một cây vú sữa và một cây xoài ở bên hông khu vực này quý vị nhé. Khu vực rất là đẹp. Quý vị từ Sài Gòn về đây mua ở là tuyệt vời luôn nhé. Đối diện có một căn nhà rất là đẹp. Quý vị nào muốn xem căn nhà này hãy để lại bình luận, em sẽ quay lên cho quý vị mình xem. Nhà đối diện này nhé. Nhà không có bán, nhà chính chủ xây ở. Nhưng quý vị nào muốn xem mẫu em sẽ review lên cho quý vị mình xem. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm hai lớp cửa này. Ngoài đây mình có một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm sinfa kết hợp với kiến cường lực. Di chuyển vào trong phòng khách. Phòng khách này rất rộng nha. Chủ nhà để phòng khách này vuông tầm khoảng 6m, chiều dài tầm khoảng 6,5m đến 7m quý vị nha. Và có một bộ salon tặng kèm luôn cho quý vị mình. Đây. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao, mẫu mới rất là đẹp, kết hợp giữa đèn chùm và quạt trần ở không gian phòng khách nhà mình. Bên đây mình có một vách CNC cộng với các kệ, các lam ngăn cách giữa khu vực gara xe hơi và phòng khách nhà mình. Quý vị có nhu cầu đi xem nhà này liên hệ với nhà đất Hồng Sơn
theo số điện thoại đang nối trên màn hình. Hãy alo cho nhà đất Hồng Sơn, hẹn gặp em ở ngã tư Bình Chuẩn hoặc Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn. Alo cho em sẽ ra đón quý vị xem nhé. Quý vị đi nhớ alo em trước. Giá chỉ có 6 tỷ thôi quý vị ạ. Giá rất là mềm luôn. Đây là khu vực bếp nấu ăn. Đây có bộ bàn ăn 6 ghế này. Bếp thì được chủ nhà làm gỗ sồi. Phía trên cũng có quạt trần kết hợp với đèn chùm. Khu vực bếp nấu ăn. Bên hông có cửa sổ nha. Có rèm rồi. Bên đây mình có thêm cửa đi hai cánh hướng ra bên vỉa hè nhà mình. Đây quý vị xem này. Khu vực rất là đẹp luôn. Một nhà 122,4 m². Khu vực bên đây mình có một phòng ngủ ở dưới quý vị nhé. Ở đây có phòng ngủ ở dưới, đã có giường cũng như tủ áo ba cánh ở khu vực này. Phía sau có cửa sổ, vì phía sau căn nhà mình có lối thoát hiểm mà rộng tầm 1,5 m luôn quý vị nhé. Và bên đây là phòng vệ sinh ở tầng trệt. Phòng vệ sinh tầng trệt này. Bây giờ mời quý vị mình lên trên để ta tham quan khu vực lầu trên. Căn nhà này đúc hai tấm, trên cùng chủ nhà lập ngói Thái. Trụ này bằng gỗ gò đỏ nguyên khối luôn quý vị nha. Trụ rất là to. Phía dưới này mình có một kho để đồ ở dưới gầm cầu thang nhà mình. Ở bên đây có các lam cũng như cột gỗ ngăn cách giữa cầu thang cũng như phòng khách căn nhà. Hướng căn nhà này là hướng Tây quý vị nha. Và hướng bên hông là hướng Nam. Căn nhà này có view rất là mát. Nó là view bên hông thông thoáng. Ở trên lầu trên mình có thêm 3 phòng ngủ luôn quý vị nhé, cộng với sân thượng trước. Bây giờ mình xem phòng ngủ này trước. Đây là phòng ngủ thứ hai này. Hệ thống trần trí thạch cao, được chủ nhà trang trí đầu tư rất là đẹp. Bên đây mình có chỗ kê máy giặt cộng với một phòng vệ sinh thêm ở trên đây. Vòi tắm đứng massage sen thiệt, bàn cầu đúc cộng với chậu rửa mặt ở khu vực này rất là xịn sò nhé. Bên đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà này quý vị. Phòng ngủ này cũng có cửa sổ bên hông. Tất cả căn nhà này đều có cửa sổ bên hông, từ phòng ngủ cho tới phòng khách, phòng sinh hoạt chung, phòng thờ. Bên đây mình có một phòng thờ này. Và đây là không gian phòng sinh hoạt chung, để mình kê một nệm sofa làm phòng khách thứ hai trên đây, làm khu vui chơi giải trí. Ở bên đây mình có một phòng ngủ rất là rộng, phòng ngủ thứ tư, và có phòng vệ sinh khép kín ở trong phòng. Ở đây có bồn tắm nằm, vòi tắm đứng, massage sen thuyền, chậu rửa mặt xinh xắn ở khu vực này, cộng với kính cường lực ở đây nhé. Nội thất rất là cao cấp luôn quý vị. Bên đây mình có thêm giường, tủ đầu giường cũng như tủ áo. Bên đây có tủ áo 4 cánh cộng với kệ ở khu vực này. Quý vị đang xem, nếu thấy căn nhà này đẹp hãy tặng cho nhà đất Hồng Sơn một like, chia sẻ lên Zalo, Facebook để Hồng Sơn có nhiều động lực review nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị mình xem. Đây là ban công phía trước, lan can bằng sắt đúc luôn quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị mình ra ban công phía trước này, sân thượng này. Nhà này có thêm một sân thượng này là tuyệt vời luôn quý vị này. Có thể ra đây ngồi uống trà, ngắm cảnh ở khu vực này nhé quý vị nhé. Đây, sân thượng rất là rộng luôn này. Lan can sắt đúc bằng đồng. Bên hông có cây vú sữa. Mời quý vị mình tham quan nhé. Nhà rất là đẹp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.